là chiếc clip dành cho những bạn lần đầu tiên đến Hai Di Lao. Hello, tới bé nè. Nhờ bạn chuẩn bị đi ăn Hai Di Lao lần đầu thì đây là những điều mà bạn cần biết. Mọi người nhớ phải đặt bàn nếu đi trên 3 người để không phải đợi lâu nha. Bị là vào cuối tuần không đặt bàn là không có bàn ngồi luôn. Lỡ mà chưa đặt bàn mà phải ngồi đợi thì có luôn quầy nem, quầy trà sữa, nước uống tự chọn và quầy kem ha. Trong những điểm cộng siêu to là dịch vụ ở Hai Di Lao. Sao đồ món qua máy tính bảng sẽ được phát một cái tập về. Cột tóc, giấy lau kính và khăn ướt ha. Nếu mà ăn một mình thì còn có bạn ngồi chung nữa nè, không có cô đơn đâu. Thấy nhân viên thì tùy chi nhánh thôi, có chi nhánh ok, có chi nhánh thì nó cũng không ok lắm. Mình thấy là chi nhánh Vitexco các bạn nhân viên phục vụ ổn áp nhất. Còn hôm nay qua Passion Hùng Vương thì mình thấy mấy bạn nhân viên không có được vui bằng. Mấy cái mảng như là bắt trend hay là lấy nước đá giùm thì mấy bạn cũng hỗ trợ ha. Non thì mặn dạng order liền cái chăn với cái gối. Ai mà sinh nhật ở đây là thể ra cũng được hát tưng bừng luôn. Mình sẽ chọn quay nước chấm 30 cần và nước uống 10 cần nữa là 40 cần ha. Mà không biết mix cái gì thì có bạn hướng dẫn chi tiết cho các bạn lần đầu. Còn không có thể coi clip sau của tôi để hướng dẫn pha nước chấm. Định phải order trà sữa chân châu đen luôn nha. Bis ngon cực. Món nên order khi đến đây: mực phỉ thúy, tôm viên phô mai, đặc biệt là thịt bò Hai Di Lao nhất định phải gọi nha. Gọi luôn màn thầu chấm sữa ngon giả man. Gấp bánh giòn bên trong nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Món bánh đít chiên này hình như mới nè, ăn cũng ổn lắm mọi người. Vị lẩu ngon nhất ở đây là lẩu Thái nhưng mà tôi thì yêu thích lẩu cà chua. Nếu đi hai người thì có thể chọn một vị lẩu hoặc hai vị lẩu để tiết kiệm hơn. Đừng quên order thêm một phần múa mì đẹp trai vì sợ mì múa ăn dai dai sực sực lắm luôn. Rồi ăn múa mì cắt luôn sợi nhỏ ăn cho nó đã nè. Nãy giờ không biết nó còn thiếu cái ý gì nữa không ta. Nói chung đây vẫn là tiệm lẩu mà tôi thích nhất. Bye bye.